Hello xin chào các bạn à, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mr Đại trong loạt video hướng dẫn làm chủ phần mềm Adobe uh, InDesign thì trong bài học ngày hôm nay mình sẽ có một vài cái lưu ý quan trọng để giúp các bạn có thể có một cái file uh, thiết kế hoàn chỉnh uh, một cái file uh, trước khi xuất file thì mình có một số cái lưu ý như sau uh, thì khi các bạn làm việc thì đã có một cái uh, file in uh, thì uh, các bạn đã thiết kế xong một cái file đúng không ạ? thì uh, các bạn cần kiểm tra lại các cái uh, thiết kế của các bạn xem là cái, um, cái thước nó đã chuẩn chưa này uh, rồi cái uh, margin này blit này uh, rồi plug uh, mình đã hướng dẫn các bạn hôm trước đấy thì nó đã chính xác chưa đấy là cái phần layout uh, riêng về cái phần bên uh, trong các cái, cái tài liệu bên thiết kế thì các bạn nên uh, xuất và để các cái hệ màu uh, uh, k cho cái việc mà in ấn và cái hệ màu RGB thì các bạn xuất ra trên các cái thiết bị điện tử thì nó sẽ uh, nịnh mắt hơn, nhìn nó rực hơn, đẹp hơn. thì sau đây mình sẽ uh, hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra họ các thành phần trong cái tài liệu của các bạn. ví dụ như các bạn có những cái đối tượng đồ họa đúng không? Uh, những cái điểm mà uh, uh, cái đường line như thế này thì mình khuyên với các bạn là các bạn là phải để từ 0,25 trở lên. các bạn không nên để cái thích nét các bạn nhá. À, đây thích nét thì nó sẽ nhỏ quá và nó sẽ không có uh, khi các bạn in ra thì nó không hiển thị được đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là ví dụ như các bạn có một cái đối tượng đồ họa uh, như thế này à, các bạn có một cái đối tượng đồ họa tách uh, uh, cơ bản thì các bạn cần uh, cần vượt outline nó đi đấy là cái uh, quan trọng uh, khi các bạn xuất file đây là chắc ăn nhất các bạn vào trong uh, thai các bạn outline nó đi Khi các bạn outline nó đi thì nó không còn là một cái font chữ đâu mà bây giờ là nó còn, nó là một cái đối tượng ở tô vẽ Thì lúc này các bạn có thể chỉ uh, đưa máy khác mà nó không bị lỗi uh, Đấy là cái điều tiên quyết mà các bạn cần để ý cho mình Thì ở trong cái này thì các bạn nhìn thấy là uh, các bạn nên xuất um, ra và để uh, uh, in ở cái chế độ màu uh, CMYK các bạn nhé không nên để ở màu RGB. Đấy là cái việc để in. Đấy là đối với cái um... Đấy. Rồi cái gì nữa? Cái chữ các bạn coi nó có bị lỗi phông hay không. Nếu như không cần thiết thì các bạn convert nó giống như mình vừa hướng dẫn các bạn, các bạn convert online nó đi là chắc ăn nhất thì nó sẽ không bị uh, bị lỗi cái cái phông nữa, ví dụ như này. Thì các bạn đưa đem đến máy khác nó sẽ không bao giờ lỗi phông nữa tại vì cái này nó đã thành một cái đối tượng tô vẽ rồi. Nó không bị lỗi nữa tuy nhiên thì các bạn cần phải giữ một cái file gốc để các bạn chỉnh sửa lại à nha các bạn nhé à tiếp theo là cái gì ạ là cái link này này đấy đối với cái hình ảnh thì ở đây thì các bạn lưu ý cho mình cái hình ảnh như sao à, mình sẽ mở cái link lên à, đây hôm trước mình đã nhắc đến lại cũng khá nhiều lần rồi thì cái link này là quan trọng bạn nhé đối với cái việc uh, cái link này này thì các bạn phải sau khi các bạn làm xong hết rồi nhá Uh, các bạn không còn chỉnh sửa gì nữa mà các bạn muốn đem đi in thì các bạn click chuột phải uh, các bạn embed nó embed tất cả uh, các cái này hoặc là các bạn uh, chọn cái hình ảnh này sau đấy các bạn vào trong này các bạn embed cái uh, file cái hình ảnh của các bạn đây ở đây có những cái hình ảnh mà các bạn cần embed chẳng hạn hoặc là các bạn chọn cái này uh, các bạn click chuột phải các bạn embed cái này đi thì lúc này thì cái hình ảnh này nó sẽ không còn cái cái cái, cái link nữa các bạn nhé uh, nó không còn link nữa các bạn embed Uh, tất cả rồi thì nó không còn link đến cái file gốc nữa thì các bạn nhìn thấy cái 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 khóa này này cái khóa góc này này các bạn nhìn thấy chưa uh, ở như mỗi cái hình ảnh là có một cái cái khóa cái khóa này và cái khóa này thì nó vẫn còn là cái link vì thế các bạn cần em bé tất cả các cái hình ảnh này đi thì nó không còn liên kết với bên ngoài nữa lúc này các bạn có thể xuất file uh, mà không bị sợ ảnh hưởng gì hết nữa đấy là cái uh, lưu ý nhá các bạn nhé một cái lưu ý nữa cho các bạn khi các bạn sử dụng các cái hình ảnh này thì các bạn nếu như các bạn làm bên in ấn thì các bạn nên để cái hình ảnh ở chế độ màu CMYK à, các bạn nhé ở đây các bạn nhìn thấy này ở đây vẫn là rgb các bạn nhìn thấy chưa đây vẫn là rgb vì thế nên các bạn phải cần vượt cái màu CMYK từ trong cái cái file bên photoshop hoặc cái file nào đấy thì các bạn đưa qua đây thì nó sẽ chắc ăn hơn à, các bạn cần kiểm tra kỹ nhá ở đấy, và các bạn nên để cái độ phân giải là um, từ 150 trở lên để cho cái chất lượng in nó tốt hơn. Ví dụ như các bạn thiết kế cho báo đọc hàng ngày thì các bạn để 150 chẳng hạn, hoặc là cao cấp hơn nữa là ví dụ như các bạn in catalog hoặc là poster, brochure vân vân thì các bạn để cái hình ảnh cho nó 300 DPI thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ tốt hơn. Ở dưới đây nó sẽ chứa có tất cả thông tin của hình ảnh các bạn này. Đấy. À, ví dụ như à, các bạn thì ở đây các bạn để ý cho mình à, hai cái thông tin thôi, cái thông tin thứ nhất là cái hệ màu và cái thông tin thứ hai là cái độ PPI à, nó sẽ giúp các bạn à, có những cái chất lượng ảnh và cái chất lượng file nó tốt nhất. ở đây là cái à, lưu ý à, của mình à, trong cái việc mà sẽ giúp các bạn à, có một cái file nén à, và tốt hơn, chất lượng hơn. À, hy vọng là những cái chia sẻ ngày hôm nay à, nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái phần à, trước khi mà các bạn xuất file đi cho, cho những cái ứng dụng khác nhau ở à, đấy à, thì cái bài học ngày hôm nay đến à, đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo chúc các bạn thành công